Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay hướng dẫn các bạn cập nhật cái đồng CMB và vào cái ví chúc wallet nha tất cả các bạn. Các bạn nào chưa có ví thì lên Silay qua App Store tải về cái ví chúc wallet và đăng ký và tạo một cái tài khoản các bạn. Sau khi các bạn tạo một cái ví mới có 12 ký tự và các bạn sắp xếp lại 12 ký tự đó là xong có một cái tài khoản các bạn. Giờ các bạn mình hướng dẫn các bạn cập nhật cái đồng CMB vào cái ví chúc wallet các bạn. Các bạn bấm vào nút dấu cộng nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn tự động thêm cái đồng tiền mở khóa nè. Rồi, ta hợp đồng này nó. Rồi các bạn click với cái phần link của mình có để một trang web là etherscan.io thì các bạn gõ vào từ CNB và các bạn tìm kiếm thôi. Phá phán các bạn lên tìm nha các bạn. CNB. CNB à, các bạn. Này các bạn, nó ra một cái hiệu là CNB của CNB này các bạn. CNB này có tốt cần sàn có biết đó các bạn. Sàn có biết. Còn đây các bạn, rồi mình hướng dẫn các bạn nhập vào nha. Thì được hỏi thì cái các bạn copy cái địa chỉ hợp đồng này nè các bạn. Số thập phần là 18. Đây mình coi chút nha các bạn. Rồi các bạn đảo dây nha các bạn. Đây xem có ký hiệu các bạn. CNB coi. Ký hiệu máy đó, ký hiệu là gì? Ký hiệu là CNB. Tổng cung trên 10 tỷ thì các bạn vào với chút wallet này các bạn. Đây có nhiều bạn thắc mắc yêu cầu mình làm cái video này quá, mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì các bạn bắt cái địa chỉ hợp đồng này vào nha các bạn. Rồi các bạn tên thì số thập phần này 18 không các bạn. Ký hiệu là CNB. CNB, tên là CNB Coin. Rồi các bạn chỉ bấm làm xong là ok các bạn. Rồi vậy mình, các bạn qua kiểm tra lên nha các bạn. Qua kiểm tra cái gì mình có cái tự CNB nào các bạn. CNB Coin nha các bạn. Thì các đồng tiền nào cũng vậy, các bạn cứ cập nhật vào cái đồng tiền mã hóa vào nha các bạn. Thì tự tự ở dưới quay đấy. Thì các đồng tiền như mà ơi, mình hướng dẫn các bạn luôn các bạn. Thì các bạn muốn mua bán ví dụ như mình lấy cái đồng coin này nè, đồng đó coin nè, các bạn muốn gỡ cái địa chỉ nào đó thì các bạn bấm nút gỡ nè, bạn dán cái địa chỉ mình gỡ qua cho địa chỉ người nhận các bạn. Rồi các bạn muốn nhận thì các bạn copy cái địa chỉ này nè là mình nhận các bạn. Thì cái video mua bán mình có hướng dẫn để cho các bạn từ lâu rồi, rất là dễ nha các bạn. Rồi mình sẽ nói qua vậy cái con web một cái sàn Snap Exchange các bạn. Các bạn chơi con này đi các bạn ơi, con này rất là ngon các bạn ơi. Con này nó có lợi thế cho các bạn, tất cả các bạn luôn các bạn. Khi các bạn đánh Madrid hoặc là không chơi Madrid cũng được, các bạn cái gì click link chia sẻ với tất cả các cho các bạn khác nha các bạn. Rồi các bạn. Rồi các bạn lợi thế của đồng xin này. Gì ba? Thằng kẹt á. Nó gàn cá. Rồi các bạn. Các bạn vào đây vào việc. Vào đây Daily Boy này các bạn điểm danh đăng nhận đồng Synapse này các bạn. Synapse này các bạn có thay đổi USDT hoặc là các bạn chuyển phí giao dịch cũng được. Thì các bạn chỉ việc lấy link chia sẻ cho những người trader đồ chơi các bạn. Các bạn vào đây nè, vào 1600.000 nè. Các bạn copy cái link chia sẻ này cho người ta nha các bạn. Khi người ta giới thiệu được người khác các bạn sẽ ăn được hoa hồng cái đó, ăn được hoa hồng nha các bạn. Cũng có nhiều YouTuber khác lớn ở trên mạng các bạn kiếm là 100-200 đô, 300 đô một ngày hoặc 1-2 tỷ nữa các bạn. Mình nói thật tình luôn. Rất
là ngon các bạn. Rồi chừng tại vì mình cô trên cái sàn này mà đánh trên cái sàn orchid nên mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh match chim sau các bạn. Thì chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Ok, chào.